Lòng đất. Ủa, anh Quang Ly đâu rồi? Tức quá. Viên ngọc về lâu đài, đặt lên bệ và bật khí bảo vệ cho thành phố. Đi ngay đi. Tự bỏ đi anh bạn à. Khả năng của anh bạn chỉ tới đó thôi sao? Còn cười được nữa hả? Thử đòn này xem. Thấy sao hả? Đánh như gãy ngứa vậy á, vậy tập thêm đi nha. Cái tên này, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ lý trí một chút đi. Nhìn xung quanh ngươi mà xem, chuyện ngươi đang chống lại ở thế giới này là đi ngược với tự nhiên. Những gì sẽ xảy ra ở đây không đến phiên ngươi quan tâm đâu. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng gì cho thế giới của mình hay sao? Có chuyện không hay rồi, phải báo cho mọi người. Đại vương nguy to rồi. Ừ, lại chuyện gì? Ta
Nói hay lắm. Nhưng mà ngươi không hiểu một điều rồi, qua lấy bóng tối à. Ngay lúc này đây, việc ta đang làm không đại diện cho Marine Boy, không phải là chuyện thế giới này lẽ ra phải như thế nào. Việc ta làm, ta chiến đấu là vì ta tin nó đúng. Cho dù ta có đang ở đâu và chiến đấu với cái gì, ta cũng sẽ quyết định như vậy. Bởi vì ta chính là Wally, người bảo vệ kẻ yếu và ánh sáng. Cái gì? Wally! Thôi được rồi, nếu như đó là thứ mà ngươi muốn thì hãy kết thúc sự bực mình này một lần và mãi mãi đi. Tôi không xong rồi, mình yếu quá. Tiêu rồi. Anh bạn trẻ, cố gắng lên. Hả? Hãy cùng nhau chiến đấu nào. Mọi người, cho dù kết cục như thế nào thì ta thấy thật là may mắn đó. Ôi không. Ha, cũng có gan đó, nhưng mà còn yếu lắm. Sao hả? Nghĩ lại chứ anh bạn. Hả? Hắn đang làm gì vậy ta? Hỡi thủy thần của thế giới này, xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của ta. Cái gì? Thủy thần sức mạnh, ta triệu hồi ngươi. Giải phóng. May mắn quá, thế giới này vẫn còn hy vọng rồi. Ân nhân, ta lại liên lụy người, ta thật bất tài vô dụng. Dương Quốc lại được người cứu nữa rồi, nhưng mà còn kịp không? Còn thời gian để trở về không ân nhân? Ngài đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi một chút đi. Thủy thần à, hãy giúp ta bảo vệ Vương quốc ánh sáng. Tạm biệt. Wally, anh ráng chờ đó, tôi sẽ tìm được anh. Đã đến lúc thông hành thần giả ra tay. Mở. Uya. Này cậu bé. Hơn 48 thẻ nhân vật và vũ khí đa vũ trụ hoàn toàn.